Hello anh em, hôm nay mình sẽ tập la thứ tiếp nhưng lần này mình cho nó thêm nốt nữa. Ha. Mình cho nó thêm nốt nữa tại vì mình có là thường thường mình có là la mi. Hôm nay mình cho thêm một cái nốt nữa, nốt bậc 7 tại vì mình hay đánh 7 đúng không ạ? Mình hay người ta nói đánh la 7 rồi la thứ 7 đồ này kia thì mình coi thử 7 nó là cái gì. Nó cầm cái nốt gì mà nó nghe ra làm sao. Ba cái quan trọng ha. Nó là cái gì nữa. Thì thường thường nó là cái nốt 7, nhạc nhạc nó có 7 nốt thì mình thêm một nốt qua cái ba cái triad của mình, cái âm ba nốt của mình nó đánh nó hơi đơn điệu chút, nếu mà nó thêm nốt 7 nữa thì nó ra làm sao. Thì mình coi la nốt thứ 7 của la là gì, là si do re mi fa son. Cái này mình ráng nhớ chết luôn, nghĩa là son à, nghĩa là la thứ mà mình đánh nốt son son thường á, vô là nó thành la thứ 7. Nhớ nhớ điều đó các bạn ha. Thì mình kiếm nó thôi, y hệt như lần trước vậy đó. Mình sẽ kiếm nó, lần này mình kiếm nó trên 1 giây. Thử thử thôi ha, nó đi tới đâu. Mi son la, mi son la, son mi son la do mi do. Dạ, nghe nó hơi đỡ, đỡ hơn, đỡ đỡ. Nếu mà mình đánh không ra mình thêm nốt nữa anh. Không ạ, bây giờ mình thấy mình đánh nó bớt bớt, hồi trước mà kêu đánh lai đồ với mì trên 1 giây thôi, trời ơi, đâu có gì để đánh, cứ giống lại đánh nhỉ. Cái này mình có thêm cái nó nghe nó ngon lành hơn mà, thì mình phải kiếm nó, mà phải kiếm nó, mình coi thử nốt son nó nằm ở đâu trên, tìm để đánh son, để đánh la thứ 7 trên 1 giây mình đánh. Đã được rồi ha. Tiếp dây dây theo nha. Dây kế tiếp của mình thì cái này là đồ đồ mi mi la la đánh như vậy. Mình mới để ý là mình thấy nốt son nó lúc nào cũng một cung đằng sau, một một cung là một cái này à, là một bước đó, là trên trần đờn là nó bỏ một cái phím ra hay bằng ha. Thì cái này nó lúc nào nó cũng một cung ở đằng sau la đó. À, thì son la là như vậy, mà nếu mà bạn thuộc cái công thức âm dây thứ, nhưng mà mình nói ở đây để cho các bạn dễ nhận, dễ 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 nhận ra cái nốt 7 này ha. Nếu nốt trụ nằm đâu thì mình bật hai ngược lại, nó một cung là nó ra nốt thứ 7 ha. Mặc dù mình đánh lên đây mình hay là son son 7 la 7 đây ha, nhưng mà tại sao mình đánh la 7 đây, nốt son nó la nằm ngay đây nè, bật lại nửa nửa cung thôi chứ không có gì hết, đúng không? Cho nên là mình biết như vậy nó rất có lợi. À, mình tiếp theo ha. À, thọn son lần này mình đánh được son rồi, ta. Đánh được vậy mình thả được sợi dây lòng. À, mình đánh được sợi cái son đây nữa nè. Son son mi 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 son son mi mi la đô đô la la son son. Nhưng mà bạn phải tìm ra, xong rồi nhớ cái cuốn sách hôm bữa mình ghi sáu sợi dây rồi mình ghi, lần này mình thọc thêm cái la vô nữa, cái son vô nữa, mình ghi nó là 7, mình ghi số 7 vô giọng ha. Nhưng mà cứ nhớ hãy cứ 7 7 của la thứ nha, mà mình la thứ mà cứ đánh son cho thành la thứ 7. Thì ví dụ mình đánh 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 mình đánh này là la la thứ
mình đánh la thứ bảy thì mình kiếm nốt xoắn này. Đó là la thứ bảy không ạ? Tại vì chút nữa mình sẽ nói tiếp cái đó. Bây giờ mình đi kiếm kiếm sợi dây, kiếm cái son tiếp đi ha. Thì son ngay đây, son ngay đây. Nhà mi cái này rề không được đánh, thì mi son la theo nữa mỗi cung. Tiếp theo ha, là ngon là đô đô mi mi son son tê 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 tê. Nhớ các bạn đánh lên đánh xuống cho nó thấy nó luôn. Này mi son la son mi y hệt như ở dưới hai dây này. Đóng giống hệt nhân ok. Vậy là mình đã kiếm hết được la bảy, la thứ bảy nha bạn, la thứ bảy ở trên hết những cái nốt mà nó ám chỉ la thứ bảy ở trên từ đầu tới cuối luôn, tới cuối luôn. Vậy mình làm gì, mình có thể đánh hai nốt mà lần này mình bỏ bảy vô cũng được bạn. Nhưng mà trước khi mình làm gì, theo mình nghĩ là mình lấy cái triad ra, xong rồi mình coi nốt 7 ở đâu, rồi mình đánh nốt 7, rồi mình bỏ một trong những cái nốt kia. Ví dụ như mình đánh 1 3 5, lần này mình 1 3 5, nhưng mà 7 ngay đây thì 5 với 7 nó trên một sợi dây mà không thể đánh chung được, nên mình sẽ đánh như vậy bạn ha. Mình bỏ 5 đi, 7 mà không 5, nhớ nha bạn, cứ nhớ 7 không 5, 7 này không có 5. Muốn có 5 nữa thì đánh trên đây, không muốn đánh thì đây. Nhớ cái thế 7 không có 5 nó như vậy nè. Tiếp theo là 7 ngay đây. Thì nếu mà muốn đánh son á thì mình có thể đánh ở đây. Thì nó nhìn giống như đồ thứ quá. Mình mất nốt la, mất nốt chủ, ráng đừng có mất nốt chủ. Ráng đừng có mất nốt chủ, nhưng mà nếu mất nốt chủ cũng được nữa chứ không phải không được, nhưng mà ráng đừng có mất nó ha. Mà nếu có mất đây nữa mình cũng phải nhớ là mình đang đánh la chứ không phải mình đang đánh đồ. Không phải mình đang đánh đôi trường đâu nha. Mặc dù mình biết đây là nó mất nốt la, các bạn ha. Thế này nên mình phải đánh nhanh. Đó là la 7 tại cái nốt bass của mình nốt la. Thế thì cho nên là âm nhạc lúc này nó mới quyện vô đủ thứ chuyện, là nó nằm ngay vô đây mà. Hoặc là mình kiếm nốt son ở đây mình đánh. Đây là nốt thứ 5 nè. Đây là la thứ 7. Mỗi lần mình thay đổi những cái vị trí của 1 với 3 với 7 á, người ta gọi nó là một cái voicing khác nhau. Nhưng mà cái voicing tiếng Việt dịch là cái giọng. Mà mình nói giọng khác nhau thì tiếng Việt lại nói, ví dụ như giọng la thứ, chơi bài này giọng la thứ thì nó lại dễ bị lộn, cho nên mình nói không biết nói sao ha. Thường thường nếu mà mình đánh la thứ thì mình nói mình đánh tông la thứ hoặc là mình đánh cái khóa la thứ, nhưng mà nếu mà nói giọng la thứ thì cái này là một giọng khác, cái này là một cái giọng khác, mặc dù nó đều la 7 á. Cái này nó quan trọng lắm bạn, nên mình sẽ làm mấy cái bài về cái này hơn ha. Thì hai cái này mình có được là 7 nè, 7 nè. Đây nè. Mình làm mấy mình đánh vậy. Cho nên mình thấy người ta hay đánh 7 ngay đây. Ha. Thứ 7 ngay đây ha ta đó. Ok. Tiếp theo ha. Chơi cái game này rất là vui. Tiếp theo ngay đây. Ở đây. Này thì mình đánh gì đây? Son thì mình đánh son ở đâu? Mình bắt buộc mình phải bỏ cái nốt la rồi, lần này không còn lựa chọn nữa bạn. Phải bỏ nốt la thôi. Mình đánh vậy thì nếu mình đánh vậy nó nhìn giống như đô trưởng đúng không ạ? Y hệt nha. Mà nhớ là mình lấy nốt la làm tiếng bass thì nó ok. Thì cái voicing này với lại cái voicing này
với lại cái voicing này nó là đều một thứ là la bảy nhưng mà nó nghe khác nhau. Mỗi cái nó có một cái tính tình riêng vậy đó, như là, cho nên là âm nhạc cái khúc này nó trở nên rất là đã. Đây người mình thấy người ta hay bấm dây nè. F hai ngón này đánh ngay đây rồi đánh tiếng bass ngay đây tiếng la này. La bảy ha. Mình giờ mình đánh ba nốt thôi cho nên mình đánh. Mình nhớ là cái này là nó không có chủ. Cho nên mình kêu nó là hợp âm không có chủ. Root root là chủ, root là nó mất gốc, mất gốc mà. Mình có làm cái video về đó lâu lắm rồi nhưng mà rất là dễ rối ha. Hôm nay thì mình đánh như vậy thì nó ít rối hơn. Thì tiếp theo là cái này ha. Thì nó y hệt vậy. Thì cái tiếng la thứ nó hơi buồn đúng không bạn? Ha ha, không buồn lắm nhưng mà cũng như dương mà bỏ cái nốt 7 vô thì nó cứng lên lại bạn. Nó tươi hơn. À, có nhiều khi mình đánh vậy. À thì nếu mà đây mình đánh nốt son ở đâu, nốt son đây nè. Nếu mình bấm vậy nó là đô. Nó là đô trưởng nha bạn ha. Nhưng mà mình đổi tiếng bass. Là nó thành la thứ, à, la thứ nè. Nhưng mà thực ra là đô trưởng đúng không bạn? Thì cho nên cái này mình nhớ luôn là nếu mà mình không đánh nốt chủ của la mà mình đánh la bảy mà không đánh nốt chủ thì nó rất là gần với là đô trưởng. Nhớ các bạn. À, thì la với đô nó quấn quýt với nhau ha. Thì ok, mình tiếp theo ở đây ha. Nếu mà muốn đánh ra đây thì muốn ba dây này mà nếu mình muốn đánh la bảy mình nhả tay này ra thôi. Đúng không? La thường la bảy. Tiếp theo ha, ngay đây. La này ngay đây nè. Thì mình muốn đánh son, mình nhấn xuống đây. Đúng không bạn? Thấy không? Có bị tối quá không ta? À, mình nhấn xuống đây ha. Còn nếu mà mình không muốn đánh ở đây thì mình có thể đánh cái nốt không có nốt la, mình đánh lên đây. Rồi mình đánh này. Nhưng mà nếu mình đánh là nó đô trưởng đúng không ạ? Mà nếu mình đánh tiếng bass là la thì nó sẽ là la. Hoặc là vậy cho nên các bạn thấy người ta đánh cái la ngay đây nè. Ha. Đúng không? La thứ la bảy ngay đây nè. Nghe rất hay. Ok. Tiếp theo là cái la ngay đây nè. La ngay. Thì cái la bảy mình nốt này nốt la đây. Cái nốt son thì mình đánh ở đây có nốt son nè. Đánh gì cũng được ha. Mình đánh hai nốt này với nốt này ra nốt son nè. Bị tối quá không ta? À, chết rồi, hơi tối. Nghe đây ha. Ok là nó ra 7 thì mình nên nhớ đánh cái đó lúc mà nếu mà mình tập triad thì mình sẽ đánh vậy. 7 ha, nên mình đánh 7 ha là 7 ha, hay là nhớ nghe mà mình các bạn đánh lên xuống một lần sẽ không bao giờ nhớ. Nhưng mà mình nhớ là nó nằm gần đâu đó. Nhớ các bạn, mình nhớ là mình nếu muốn đánh bảy thì mình kiếm nốt son ở đâu đó mình quất nó vô. Mà nếu mà mình hy sinh cái nốt chủ là nốt la thì mình nhớ là trong đầu mình nhớ là cái này mình đang đánh la bảy nha các bạn. Mình ám chỉ la bảy mà. Thì có nếu mình đang đánh chung với người khác mà người khác đang đánh la mà mình muốn đánh la bảy, mình muốn cái âm thanh nó la bảy thì mình đánh. Thì mình đánh ngay đây, nó mặc dù đó nó nhìn giống như là đô trưởng nha bạn. Thì cái này nó rất thú vị, nó là nhiều khi nó là hai cái ba nốt nó chồng lên nhau, nó làm ra nhiều cái rất là hay. Cho nên khi mà mình để ý mấy cái nhỏ nhạc như vậy mình thấy âm nhạc nó rất là hay, nó rất là thú vị mà ha. Thì mình đánh tiếng ngay đây nha. Đây, cái này thấy rõ luôn nè ha, la này
mà nếu mình hy sinh nốt la để mình đánh nốt son là nó ra đô liền à ha. Ok, hoặc là mình đánh đây thì mình vải vớ một chút, nhớ không ạ? Thì mình đánh vậy thì mình mất nốt 3. Nốt 3 mình khó mất lắm á, đừng có để mất nốt 3. Mình có thể mất nốt chủ nốt 5, đừng có để mất nốt 3. Tại mất nốt 3 rồi mình không biết nó là thứ hay chưởng, cho nên mình đánh vậy á, không biết nó ra bom gì mà không có 3. Này bom la 7 à, la thứ 7 mà không có nốt 3, không có nốt mi mà ha. Mà nếu mình muốn đánh cho nó rõ, mình đánh cha nó dây mì vậy chứ, thì nó ra là la bảy với nốt mì là nốt bass. Thì mình làm như vậy thì dần dần cái lỗ tai mình nó quen dần với mình cái âm thanh này các bạn ha. Nó la bảy nha, nốt bass là mì, thì cái chức năng nó sẽ thay đổi rất là nhiều ha. Mình cứ tập cái này các bạn, rồi mình sẽ tiếp tục. Tại vì nếu mà mình không tập cái này, mình nói cái kia liền, cái mình chụp về cái nó ủa làm gì vậy, đúng không? Nó hơi kỳ, mà tập cái này cũng vui chứ không có đến nỗi, mà với lại mình rành cân đàn rồi mà, càng tập cái này mình càng rành cân đàn vô. Ta thì là đâu là la bảy mà không có ba. Nhiều khi người ta cũng xài nó xong người ta để la bảy rồi người ta bỏ dấu ngoặc này. Người ta đề không là no, rồi người ta đề ba, các bạn có nhiều khi người ta ghi vậy đó ha. Thì nhạc mà âm thanh mà mình thấy cái này nó thuận lợi thì mình đánh thôi. Nè nè từ thành cái gì đó, cái một cái riff hay một cái gì đó ha. Cái này mình tha hồ mình sáng tạo ha. Tiếp theo nha. Từ la. Đang ở đây. Thì muốn đánh la 7 thì đánh vậy thôi, gì đâu. Thì nhìn đi hình như đô. Chính xác đô luôn á. Thì nếu mình đánh vậy thì là cái bom la bảy, bom la bảy đúng không ha, mà không mình không có xài ngón giữa ha, thì nó bom la bảy nè, bom la bảy nè ha. Tiếp theo nha, tiếp theo thì ngay đây thì nó son đâu, nó son đây rắn đường nè bạn. Cho nên mình hay đánh vậy. La bảy nữa ha. Này rất là thông dụng ở bấm vậy đó. Không có 5. Không có 5 là bình tĩnh, không có 5 là cách hay nhất để đánh la bảy nữa ha. Ok. Tiếp theo trên này là y hệt vậy. Hơi khó bấm nhưng mà đấy la bảy ha. Tiếp theo ngay đây thì la ngay đâu ta. Nếu mình đánh dày thì thành đô trưởng rồi ha, là này. Tím nó son chỗ khác, thường thường mình sẽ nếu mà mình sẽ qua sợi dây khác bạn ha. Này thì này là 5 đây thì mình bỏ 5 đi, mình đánh đây. Này là 1 nè, này là 3 nè, này nè, 7 nè. Nghe cũng được á, hay á. Hay. Không có 5. Tiếp theo ha. Đúng rồi.
ra đây thì Son đâu ta? Son đánh giày. Đây là một. La 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 đây. Bỏ la để đánh Son. Nếu mình đánh vậy thì mình sẽ đánh nốt Son ở dưới đây nè. Nhưng mà mình đang thử 3 trên 3 sợi dây thôi. Mình ép mình để mình đánh vậy. Căng đấy, hơi bị căng. À, thì nếu mà đánh vậy bắt buộc mình phải đánh vậy, như là không có ba, à không có nốt chủ bằng ha, rootless ha, root là gốc, rootless là không có gốc, mất gốc. Ok, giờ mình vừa mới tập xong, mình mới vừa bỏ thêm nốt Son vô trong các cái bom ba nốt. Mà mình vẫn giữ ba sợi dây, mà có nhiều nhiều điều thú vị mà nhiều âm thanh mới xuất hiện. Mà nghe đã ha. Ha, la bảy thường hay về gì? Mình sẽ làm video nó hay đó ha. Nó có thể là 2 năm một mình. Mình có thể đánh nó tứ về Son. Là tứ 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 mình có thể đánh là la nè. Tứ tứ Son ha, mình có thể đánh cái này nè, đó là này la là hai yên hai, à ha hai về Son, Son bảy là năm, là năm ở đây nè, bảy nè, rồi về lại đô một nè, hai năm một, chứ phải ngoan ha, hai năm một hai. À đâu cả đến từ tê tê 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 hay là từ tê tê. Ok, thì các bạn tự sáng tạo ra, nhưng mà mình biết mình có thêm kiến thức hôm nay là thứ nếu mình muốn đánh bảy thì nó có Son mà mình nhớ tuyệt đối luôn, mình không nói bật bảy nữa. Lần này mình nói Son luôn để mình nhớ suốt đời luôn. Các bạn bởi vì lại mình các bạn mình khám phá ra được những cái, nếu mà mình ép mình không đánh 4 nốt mà đánh 3 nốt thôi, mình phải bỏ nốt 5 hoặc nốt 1 hoặc nốt 3 đi, thì cái âm thanh nó sẽ như thế nào, nó sẽ tạo ra cái gì trong trong âm nhạc. Các bạn nên những này nó rất là hay. Mà nó rất là thực tế chứ nó không có lý thuyết gì đâu. Các bạn ha. Mà mình đánh ở trên đây được luôn. Vậy là nó rất là ok. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn thấy cái mình vừa làm nó có hữu ích, nó có mà bạn có tập qua một lần đi mà có thể vẫn chưa xài được cái nữa, thì mình dù gì đi nữa, mình vẫn có thêm kiến thức về cái fretboard, về cái cần đàn mà. Có kiến thức cần đàn là một trong những yếu tố quyết định mình đánh đờn hay dở. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.